Tối ngày 19 tháng 6, Kỳ Duyên đăng ảnh khoe tóc mới trên trang cá nhân. Si tay này của nữ MC nhận nhiều ý kiến trái chiều của bạn bè, khán giả. Nhiều đồng nghiệp khen cô trẻ trung, hiện đại và cá tính hơn nhờ kiểu tóc tém. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng cô trông nam tính và không hợp bằng kiểu tóc cũ. Kỳ Duyên nhận nhiều ý kiến trái chiều với kiểu tóc tém. Một khán giả thắc mắc tại sao nữ MC lại cắt được tóc trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách xã hội, cô đáp do bạn thân Nhật Bình cắt và mới trút cho tại nhà. Kiểu tóc cũ được khen hợp với MC Kỳ Duyên hơn. Kỳ Duyên về Việt Nam từ trước Tết Nguyên Đán 2021. Đây là cái Tết đầu tiên của nữ MC tại Việt Nam. Trước đây, khi dịch bệnh trong nước chưa bùng phát, cô có dịp du lịch nghỉ dưỡng, tận hưởng cảnh quan và thưởng thức nhiều món ngon tại nhiều nơi như Đà Nẵng, Nha Trang cùng Nhật Bình, ca sĩ Thanh Hà, Phi Nhung và những người bạn. Thời gian gần đây, cô chủ yếu làm việc tại nhà và chăm chỉ livestream hướng dẫn mọi người tập thể dục để giữ dáng và nâng cao sức khỏe mùa dịch. Nhờ kiên trì tập luyện và có chế độ ăn uống khoa học, Kỳ Duyên được khen vẫn trẻ trung, dáng đẹp dù đã sấp xỉ tuổi 56. Cherry Trần